Thưa quý vị, Phó Chủ tịch phụ trách marketing của tập đoàn sản xuất máy bay Boeing, ông Randy Tinsett đã vừa đặt chân tới Hà Nội để giới thiệu về dòng máy bay mới và đồng thời đưa ra một số nhận định về thị trường hàng không của Việt Nam. Thị trường hàng không của Việt Nam tăng trưởng như thế nào trong những năm tới? Và ngoài Vietnam Airlines, thì những hãng giá rẻ như là Vietjet và Bamboo Airlines sẽ đóng vai trò gì trong thị trường này? Mời quý vị hãy cùng theo dõi góc nhìn thị trường trưa nay. Bây giờ nhắc tới hàng không là phải nói tới các hãng hàng không giá rẻ. Ông đánh giá thế nào về vai trò của những tay chơi mới nhưng mạnh này? Doanh số của Boeing có nói lên điều gì không? Đúng là 10 năm trước, 85% nhu cầu đi lại bằng máy bay của người Việt Nam là do Vietnam Airlines đáp ứng. Thì bây giờ tỷ lệ còn 50-50, chia đều cho Vietjet Air. Về phía Boeing thì có những con số nói lên tầm quan trọng của hàng không giá rẻ ở Việt Nam. Trước kia thì chúng tôi hầu như chỉ tập trung bán máy bay thân rộng cho thị trường Việt Nam. Nhưng mà 2 năm trước, chính đơn hàng lớn của Vietjet đã mở rộng cửa cho dòng máy bay 737 MAX. Hàng không giá rẻ chuộng dòng thân hẹp này. Có thể thấy là khả năng mở rộng thị phần của những hãng giá rẻ này là rất lớn. Năm 2018 này thì thị trường hàng không Việt sẽ có một năm tăng trưởng ngoạn mục và hàng không giá rẻ sẽ đóng góp một phần rất lớn đấy. Ngoài Boeing thì Airbus cũng là một hãng lớn trong khu vực. Vậy làm thế nào để Boeing có thể cạnh tranh? Đúng là cuộc chạy đua với Airbus rất khốc liệt, nhưng mà chúng tôi đang có lợi thế. Đó là vì Boeing có những sản phẩm đo ni đóng giày cho phù hợp yêu cầu của những hãng hàng không Việt Nam và Đông Nam Á. Ví dụ, như tôi đã nói, các hãng không giá rẻ ưa chuộng những mẫu máy bay nhỏ hơn, sức chứa linh hoạt hơn, chi phí lắp ráp giá thành phải hợp lý, chi phí bảo trì cũng không được cao quá. Boeing phải đáp ứng được những điều này. Thị trường hàng không nội địa của Việt Nam trong 10 năm qua, năm nào cũng tăng trưởng 20%. Chính vì thế, đây cũng là một áp lực đối với các tập đoàn sản xuất máy bay để đáp ứng nhu cầu và trụ vững trong thị trường Việt Nam, một trong những thị trường tăng trưởng nóng nhất Đông Nam Á, thậm chí là toàn cầu, vì các gia đình trung lưu bây giờ có nhu cầu đi lại du lịch ngày càng cao. Quá nhiều sự cạnh tranh về giá cả thì có thể ảnh hưởng tới chất lượng chứ. Các hãng đua nhau giảm giá thì họ có thể cắt giảm chi phí bảo trì, dịch vụ và quan trọng nhất là sự an toàn của hành khách có được đảm bảo hay không? Tôi phải nói rõ là hàng không vẫn là hình thức di chuyển an toàn nhất. Năm vừa rồi thì có 4 tỷ người di chuyển bằng máy bay, nhưng mà không có một trường hợp thương vong nào. Nhưng tất nhiên, để duy trì độ an toàn này, cần có sự đầu tư của các hãng hàng không và cần có một bộ máy giám sát quản lý cực kỳ chặt chẽ. Nhưng chắc chắn, không có chuyện thỏa hiệp trải nghiệm của hành khách để đổi lấy mức giá rẻ. Xin cảm ơn ông về cuộc phỏng vấn.